Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Phụ Kiện Dễ Sinh. Thì tiếp nối series những dòng sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Xiaomi Mi Max 3. Thì trên tay của mình đang cầm là một dạng ốp lưng chống sốc đến từ thương hiệu Ligate. Đây là một dạng ốp lưng chống sốc các bạn. Thì bề ngoài của chiếc ốp lưng là một chiếc vỏ nhìn rất là chỉnh chu, có ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất đến từ thương hiệu Ligate. Và mình xin phép các bạn được mở chiếc bao da ra. Và mình xin phép các bạn mở chiếc lưng ra để tiện giới thiệu chiếc cúp lưng đến với các bạn. Đây các bạn, đây là chi tiết của chiếc ốp lưng. Và chiếc ốp lưng này thì được sản xuất bằng nhựa dẻo nên là có độ dẻo rất là tốt. Phần bên ngoài toàn bộ bằng nhựa dẻo các bạn. Với thiết kế khung sườn, đặc biệt là thiết kế khung sườn đây ôm sát chiếc điện thoại của mình sẽ bảo vệ tối đa chiếc điện thoại không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy, đặc biệt là bốn góc. Với thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy, như là camera dàn dọc, nút nguồn, nút âm lượng, chui sạc, chui tai nghe các bạn. Từng bộ phận rất là phù hợp với máy. Và phần phía bên trong của chiếc ốp lưng là được thiết kế như thế này để cho chiếc điện thoại của mình sẽ không bị nóng khi các bạn sử dụng quá lâu. Một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho chiếc điện thoại Xiaomi Mi Max 3 ha các bạn. Và mình xin phép được giới thiệu lại với các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc ốp lưng chống sốc đến từ thương hiệu Ligate sử dụng cho chiếc điện thoại Xiaomi Mi Max 3. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụkiendeisinh.com hoặc số điện thoại 0942 385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ Kiện Dễ Sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.